Đây là Coin 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với một tuần mới. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion, nơi mà bọn mình sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau về những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Chắc là trong cái giai đoạn mà thị trường nó cũng khá là boring, nó đi ngang như thế này thì là một cái thời điểm cực kỳ tuyệt vời để chúng ta có thể do the homework và nghiên cứu cũng như là đọc một vài tài liệu về nền tảng hạ tầng của thị trường. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian cho vị khách mời hôm nay gửi đôi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion và giới thiệu về mình ha. Rồi, ok, xin mời Mai. Ok, xin chào anh Nguyên và xin chào tất cả các khán giả đang xem số DeFi Discussion tuần này. Thì mình là Mai Phan, mình hiện làm researcher ở Carous Ventures và cũng làm researcher ở Anti-Anti-NFT Club. Thì mình là một người đam mê các thứ công nghệ của blockchain cũng như là đam mê NFT và mình cũng rất là vui khi mà hôm nay được mời đến tham dự số podcast tuần này. Ok, Mai Phan thì đã từng xuất hiện trên DeFi Discussion trong một tập về NFT và hôm nay thì bọn mình cũng sẽ nói về một cái thứ công nghệ nó khá là technical mà mình phải disclaimer trước với các anh em, tại vì nội dung thì nó rất là khó để có thể đáp ứng được nhu cầu của toàn bộ các cái tệp người nghe. Thì cái này là mình phải disclaimer trước là cái nội dung hôm nay nó rất là technical. Thôi thì cũng dài dòng rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về Internet of Blockchains, một cái từ khóa rất là hot. Anh em nào mà chưa nghe đến cái từ khóa này thì có thể search trước những cái giải pháp hiện tại, ví dụ như Avalanche, Cosmos hay là Polkadot. Và dạo gần đây thì chúng ta có những cái như là Swimmer Network của Polygon hay là BAS, một cái sidechain của Binance. Thì ok, thì chắc là để cho Mai brief một xíu về cái khái niệm Internet of Blockchains này và chia sẻ một vài lý do tại sao mà Mai chọn nghiên cứu về cái từ khóa nó khá là technical hiện tại. Ok, cảm ơn anh Nguyên. Thì nói ngắn gọn đó, thì Internet of Blockchain đó, mọi người có thể hình dung nó giống như một cái mạng lưới vậy đó. Và trong Internet of Blockchain đó, thì nó sẽ có một cái thường là nó sẽ có một cái mạng chính nằm ở giữa và nó sẽ có những cái nét nhỏ gắn liền với cái mạng chính đấy. Nó sẽ có một cái khung để tất cả các developer có thể tự tạo ra một cái chain cho riêng mình một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn. Thì cái lý do mà em chọn nghiên cứu về mảng hạ tầng này bởi vì em nghĩ đây sẽ là một cái nền tảng blockchain chính trong tương lai. Vì là chúng ta có thể thấy là trong những năm vừa qua thì các nền tảng layer 1 xuất hiện rất là nhiều luôn, nhưng mà trên thực tế thì chỉ có những cái dApps mới chính là những cái công cụ đắc lực giúp cho blockchain hay là crypto gần hơn với mọi người thôi. Nhưng mà việc có quá nhiều dApps cùng tồn tại trên một cái nền tảng layer 1 thì có thể dẫn đến tình trạng nghẽn mạng nè, và từ đó là ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm người dùng. Cho nên là Internet of Blockchain sẽ là mảng hạ tầng giải quyết các vấn đề này, bởi vì nó sẽ cho phép các dApps có thể tự xây dựng chain cho riêng mình theo một cái bộ khung có sẵn như hồi nãy em nói. Nó không có mất quá nhiều thời gian nhưng mà nó vẫn có thể đảm bảo được trải nghiệm tốt cho người dùng. Và cái việc triển khai xây dựng một chuỗi riêng này nè cũng có thể giúp cho các dự án dễ dàng kết nối với các chuỗi khác trên nền tảng đã có, trên cái hệ sinh thái sẵn có, và nó cũng sẽ là một cái điểm cộng giúp dự án mở rộng user base của mình tốt hơn, hiệu quả hơn. Anh thấy thì Mai có chia sẻ em những cái gạch đầu dòng về cái tính ứng dụng của cái Internet of Blockchains này, nhưng mà ở cái thời gian trước, tức là khoảng một năm đổ lại đây, thì chúng ta thấy là hầu hết các cái nền tảng này nó đang tăng trưởng phần lớn là về giá và cái độ FOMO, nhưng mà cái tính ứng dụng, những cái thông tin về cái tính ứng dụng thì nó chưa được nhiều. Thì không biết là Mai nghĩ như thế nào về cái nhận định này, nếu như mà có cái số liệu để chứng minh là về cái tính ứng dụng của Internet of Blockchains thì Mai sẽ chọn đó là những cái dữ liệu nào ha? Ok, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì em nghĩ đúng, một phần là những cái Internet of Blockchain vừa qua nó tăng trưởng là nhờ vào FOMO, chứ thật ra là cái tính ứng dụng của nó, tức là để cho người ta triển khai trên đó thì thực sự cũng cần thời gian. Mặc dù là nói là hồi nãy em có nói là tiết kiệm, nhưng mà thật ra là cũng vẫn cần thời gian để người ta có thể xây dựng chain ở trên đó, người ta cũng phải làm testnet các thứ. Nhưng mà nói về tính ứng dụng á, thì em sẽ lấy một cái matrix gần gũi nhất, đó là về gas fees. Thì em sẽ lấy ví dụ về Swimmer Network, một cái subnet vừa mới ra mắt của game Grabada ở trên Avalanche. Thì vào trước cái thời điểm mainnet của Swimmer Network được chính thức chạy á, thì phí gas dùng cho game Grabada là lúc đó vẫn được trả bằng AVAX ha, thì gần như luôn dao động ở mức 100.000 đô, tức là nhiều thì cũng phải 500.000 đô, mà ít thì cũng phải trên 100.000 đô ấy. Nhưng mà khi mà chạy mainnet chính thức vào ngày 13 tháng 5 á, thì cái con số này đã tụt xuống chỉ còn khoảng vài nghìn đô thôi. Thì tức là em nghĩ nó cũng là một cái khoản tiết kiệm đáng kể cho người dùng, và khi mà người dùng sử dụng thì họ cũng có thể cũng cảm thấy bớt đau ví hơn ấy. Ngắt lời Mai một xíu, tức là anh thắc mắc là cái phí này sẽ trả bằng cái đồng của dự án hay là trả bằng AVAX nhỉ? Cái này sẽ trả bằng token của dự án nha anh, chứ không trả bằng AVAX nữa. Vì cái phí gas nó giảm á, thì đúng là cũng do một phần là do giá của AVAX với giá của token nền tảng kia nó khác nhau, nhưng mà cũng có thể và cũng một phần là do bởi vì nó có một cái chain riêng rồi, cho nên là nó cũng đỡ cái áp lực là lâu lâu mạng nó lại có một cái sự kiện gì đó bất chợt và tự nhiên người dùng lại phải trả một cái phí gas cao một cách bất thường. Cái việc phí gas ở trên AVAX á, từ những cái trải nghiệm của anh thì anh thấy là nó vẫn khá là cao, tại vì ở những cái giai đoạn mà gọi là thị trường nó đang bị nóng á, thì gas quay nó khoảng 30 từ 70 đến 80. Còn bây giờ thì dù là thị trường nó đang gọi là boring nhưng mà nó cũng là khoảng 20 đến 30 gas quay, thì cái này nó khá là mắc. Nếu mà tính lại giá đô thì không biết là có cái gọi là có cái lý do nào giải thích cho cái vấn đề phí gas này ở trên AVAX hay không, và họ sẽ xử lý cái vấn đề này bằng Internet of Blockchains như thế nào, thì chắc là để Mai giải thích ha. Ok anh, thì đúng như anh nói là gasway của Avalanche nếu mà ở những thời gian cao điểm hồi trước đó, nếu mà so với những nền tảng lầy quanh nổi bật khác ví dụ như là Solana đi thì vẫn còn thua thật. Nhưng mà theo như em nghe được từ những cái podcast của ông founder của Avalanche thì hai nguyên nhân chính cho cái việc tăng phí gas này ấy, là do thứ nhất là các hoạt động trên mạng lưới bị tăng đột biến, ví dụ như là mọi người ồ ạt đi mine NFT thì chắc chắn là phí gas nó sẽ tăng. Và thứ hai á, là cái này là do một số trục trặc kỹ thuật giữa cái ví MetaMask với lại mạng lưới của Avalanche, khiến cho cái việc mà giảm tải phí gas của dự án đó nó vẫn chưa có được trọn vẹn. Và tuy nhiên á, thì em cũng tin rằng trong thời điểm này nè, khi mà cái thị trường nó đã nguội hơn một tí xíu, cũng là lúc mà mọi người tập trung build hơn á, thì các dự án trên Avalanche cũng sẽ cân nhắc việc xây dựng một subnet riêng để rồi từ đó giảm tải được khối lượng công việc trên chain Avalanche chính. Thì nó cũng giống như là cái win-win strategy á, nó vừa giúp cho dự án có một cái chain riêng thì cũng sẽ chạy nhanh hơn, phí gas rẻ hơn, và cái mạng lưới Avalanche chính thì nó cũng sẽ nhẹ hơn về khối lượng công việc, thì cái phí gas nó không có bị tăng đột biến như thế nữa. Mai có thể giải thích sâu hơn về cái từ khóa subnet đó, tại vì thấy họ đề cập cũng khá nhiều đến cái từ khóa này, thì có một vài cái gạch đầu dòng nào mà cần lưu ý về cái từ khóa này hay không, và có gì đáng chờ đợi với cái cải tiến này hay không? Ok, thì subnet á, nó hiểu đơn giản nhất nó là cái mạng con ha, được thừa hưởng cái công nghệ ưu việt của Avalanche về tốc độ và phí giao dịch, nhưng mà nó vẫn có thể được tùy chỉnh để phù hợp với mục đích sử dụng của mỗi dự án. Và như đã nói nãy giờ thì dự án trên mỗi subnet đều có quyền tự lựa chọn loại tiền tệ để làm phí gas, chứ không có bắt buộc phải là AVAX. Và subnet thì có quyền chia sẻ hoặc là không chia sẻ tính bảo mật với lại cái nền tảng blockchain gốc là Avalanche. Cái này thì nó sẽ khác với lại một số cái nền tảng Internet of Blockchain khác, ví dụ như là Polkadot đi, thì thật ra cái việc mà chia sẻ cái tính bảo mật của nền tảng blockchain khác á, đôi khi là nhiều người chỉ trích đây là một cái điểm yếu của subnet trên Avalanche, nhưng mà một trong những co-founders của Avalanche cũng đã nói là việc chia sẻ hoặc không chia sẻ thì nó cũng không đồng nghĩa với việc là cái subnet nó sẽ có cái tính bảo mật yếu hơn đâu. Nó chỉ là tiện hơn thôi, bởi vì đôi khi là cái subnet đó nó cũng không có yêu cầu cao về tính bảo mật như thế. Thì em chỉ muốn chia sẻ thêm về cái đấy. Ok, Mai có nói về cái chia sẻ tính bảo mật, tức là ở tiếng Anh nó là cái share security đúng không? Thì cái này nó là một cái mà các cái parachain ở trên Polkadot họ nói cũng khá là nhiều. Thôi thì sẵn tiện thì chúng ta sẽ nói về một vài cái điểm đặc trưng của Polkadot. Thì Mai là một người nghiên cứu khá là sâu về những cái Internet of Blockchains, các cái giải pháp công nghệ này, thì Mai có thể nói ra một vài cái có thể liệt kê một vài cái điểm đặc trưng của Polkadot hay không? Ok, trong Polkadot đó thì sẽ có hai thành phần chính cần lưu ý. Đó là relay chain, là giống như là cái trái tim của Polkadot vậy đó, là nơi tất cả các hoạt động giao tiếp được điều phối đó, và parachain là những cái blockchain riêng lẻ trên cái hệ sinh thái của Polkadot. Thực ra là còn một cái phần nữa gọi là parathread. Parathread thì nó giống như parachain thôi, nhưng mà nó kiểu nó sử dụng với mục đích ngắn hạn á, chứ nó không có dài hạn giống như parachain. Kiểu như là thuê đúng không? Kiểu đúng rồi, giống như thuê vậy đó. Xài bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Yeah, đúng rồi. Và parachain thì như nãy mình cũng có đề cập đó, là nó sẽ được thừa hưởng tính bảo mật từ cái relay chain, và mỗi cái parachain thì nó sẽ được tạo ra với những mục đích khác nhau. Ví dụ như là Acala thì sẽ là hướng tới stablecoin và giải pháp liquidity đa chuỗi, còn như Infinity thì sẽ tập trung vào NFT hoặc là game. Polkadot á, thì nói chung á là em thấy nó, tức là nó cũng là Internet of Blockchain hay, nhưng mà nó có một cái vấn đề là tại vì nó không có, ví dụ như Avalanche là nó tương thích với EVM, cho nên là cái việc mà các developer họ triển khai DApp ở trên cái mạng chính của Avalanche nha, thì nó kiểu nó khá là dễ dàng á. Nhưng mà ở Polkadot thì nó không phải là EVM, tương thích với EVM, cho nên là cái việc thu hút developer ngay từ giai đoạn đầu á là nó đã khó rồi. Mà đối với em á thì kiểu giống như là cái trái tim á, cái phần trung tâm á, nó phải phát triển trước, thì sau đó cái subnet nó mới được, nó mới từ lan ra cái subnet được. Cho nên là em nghĩ đây vẫn là một cái trở ngại chính của Polkadot, và dường như là em cảm thấy là Polkadot nó đang, mặc dù là sinh ra trước Avalanche, nhưng mà nó đang hơi bị hụt hơi hơn so với Avalanche về mặt kiểu giống như là thu hút nhân tài ấy. Yeah. Và có một cái nữa là cái cơ chế auction, cái cơ chế đấu giá ở trên Polkadot đó, để tranh cái suất parachain đó, thì nó cũng em nghĩ phần nào nó cũng sẽ tạo ra một cái rào cản cho những cái developer muốn triển khai trên Polkadot. Dạ, tại vì nó cũng giới hạn á, trong khi là đối với những nền tảng khác ví dụ như Avalanche hay là Cosmos đi, thì cái này nó hoàn toàn nó không có giới hạn về cái số lượng blockchain được tạo ra, nhưng mà ở trên Polkadot thì chỉ giới hạn cái con số 100 thôi. Anh thấy cái đấu giá, cái auction đó thì nó lại tạo ra cái nhu cầu thêm cho Polkadot chứ ta. Tại vì ví dụ như giờ mình so sánh nhau một cái giải pháp khác đó là Cosmos, thì họ đúng là họ cũng yêu cầu stake vào đó, nhưng mà cái nhu cầu của nó không, cái nhu cầu về token nó không quá lớn. Thì về mặt gọi là về mặt kinh tế đi, thì cái việc mà auction của Polkadot nó phải là một cái điểm cộng chứ, tại vì nó khuyến khích người ta lock token vào. Thì không biết Mai nghĩ như thế nào về vấn đề này? Thực ra là nó là điểm cộng, là nó lock token vào là kiểu nó có lợi cho cái token DOT của Polkadot thôi, nhưng mà được, đương nhiên là cái việc lock token thì AVAX cũng bắt phải lock nè, nhưng mà cái việc mà kiểu đấu giá kiểu giống như là nó mang cái tính cạnh tranh á, thì phần nào tức là người ta sẽ kiểu cảm thấy e ngại khi mà triển khai trên Polkadot đó, tại vì chưa chắc gì người ta thắng mà, đúng không? Đó, kiểu vậy. Vậy thì với Cosmos thì cái việc mà lock token này nó như thế nào, và cái triển khai dự án ở trên Cosmos thì nó có cái gì khác biệt với lại Polkadot hay không? Ok, Polkadot á thì trước hết là em nói về mặt công nghệ đi ha, thì xương sống của Cosmos là IBC, viết tắt của chữ Inter Blockchain Communication, thì gọi là tạm dịch tiếng Việt là phương thức giao tiếp đa chuỗi đó. Thì sẽ có những cái blockchain độc lập với nhau được gọi là zone, và các zone này sẽ cùng kết nối đến một cái hub chung, rồi giao tiếp với nhau thông qua cái ngôn ngữ IBC này. Tức là cái hub nó, cái vai trò nó sẽ giống relay chain của Polkadot, còn cái zone nó sẽ là cái parachain. Cái hub nó sẽ là cái như kiểu là cái lõi, còn cái zone nó sẽ là cái mạng lưới xung quanh thôi, đúng không? Hay là không biết là anh có hiểu sai gì về cái khái niệm này không ha? Dạ, em cũng thường hay so sánh cái tương đồng giữa cái hub với lại cái relay chain của Polkadot, tức là nó cũng sẽ là một cái giống như cái trái tim. Nhưng mà không phải cái chuỗi nào được xây dựng trên cái bộ SDK của Cosmos đều có thể được giao tiếp thông qua phương thức giao tiếp đa chuỗi này nha, bởi vì cái phương thức giao tiếp đa chuỗi này nó chỉ hỗ trợ các chuỗi có cơ chế finality được định trước, tức là giống như các cái chuỗi proof of stake á mà thôi, tức là mà những cái chuỗi ví dụ như proof of work đi ha, tại vì giống như là không phải cái block mới được nạp vào sẽ là cái block cuối cùng, mà thường á là người ta sẽ phải, các validator sẽ phải nghe ngóng coi là chuỗi nào dài nhất thì là mới là nghe theo cái chuỗi đó, chứ nó không có giống như proof of stake. Đó, em giải thích thêm về cái đó để cho các bạn nghe có thể đỡ bị confused. Yeah. Còn về mặt tokenomic á, thì cái token ATOM của Cosmos nó không có giống như DOT, tức là người ta không có bắt buộc là phải đem đi stake vào rồi mới được chuyển cái chain, và điều này thì làm cho cái token ATOM của Cosmos nó không có capture được cái giá trị của các dự án mà được xây dựng trên Cosmos. Thì theo em nha, em nghĩ khi mà token không có nhiều use case như vậy á, tại vì những cái use case hiện giờ của Atom nó chỉ là giống như là staking hoặc là voting là chủ yếu ở đấy, và khi mà nó chưa có quá nhiều use case thì đương nhiên là nó sẽ dễ bị trượt giá rồi. Mà nếu mà dễ bị trượt giá thì nó khá là khó thu hút và giữ chân các nhà đầu tư. Mà đối với em á nha, thì tiền ở đâu người ở đó, và người ở đâu thì tiền ở đó, tức là đây là cái mối quan hệ song phương đó. Và khi mà một cái người làm dự án đó nha, họ xây dựng một chuỗi riêng trên một nền tảng Internet of Blockchain đó, thì ngoài những cái vấn đề về kỹ thuật họ cần phải xem xét ra, thì họ cũng nên xem xét đến cái cộng đồng sẵn có của cái nền tảng đấy, bởi vì để xem là nó có hoạt động sôi nổi không, nó có tích cực không. Em nghĩ cái điều này khá là quan trọng ha, bởi vì việc tiếp cận với một lượng người dùng trung thành sẵn có cũng đồng nghĩa với việc là cái dự án này sẽ có cơ hội phát triển nhanh hơn, lành mạnh hơn, và tránh phải gặp cái tình trạng FOMO ở giai đoạn đầu, bởi vì nó mới á, rồi sau đó các nhà đầu tư lại rời đi hết. Tại vì ngay từ ban đầu thì họ đâu có cảm giác gắn bó với cái hệ sinh thái này đâu, họ chỉ đến bởi vì nó có một cái mức yield hấp dẫn thôi mà. Yeah. Em tức là sau khi mà đảo qua một vòng tất cả các cái giải pháp Internet Blockchain đó, thì em có ấn tượng với cái hệ sinh thái nào, và lý do em gọi là thấy cái hệ sinh thái đó nó hoàn toàn nó vượt trội, nó là vượt trội thì nó cũng hơi quá, nhưng mà nó sẽ có một cái đôi nét gì đó nó khác biệt so với những cái giải pháp còn lại, thì cá nhân em thấy là cái hệ sinh thái nào là ấn tượng nhất? Ok. Đối với em á, thì em sẽ ấn tượng nhất với Avalanche, tại vì một phần vì nó sinh sau đẻ muộn mà, cho nên là nó rút kinh nghiệm được từ những cái người đi trước cũng làm về Internet of Blockchain như này, ví dụ như là từ cái phần tokenomics vừa rồi của Cosmos chẳng hạn. Và việc thứ hai á, là cộng đồng của Avalanche vẫn đang khá là sôi nổi, đội ngũ vẫn đang chăm chỉ làm việc. Một phần nữa là Avalanche cũng đã bắt đầu hợp tác với những công ty tài chính truyền thống, ví dụ như là Mastercard nè, để mở rộng tính ứng dụng cho cái mạng lưới của mình. Và em nghĩ là cái tiềm năng của Avalanche thì nó còn nằm ở cái việc là các dự án có thể được xây dựng trên nhiều chuỗi khác nhau, tức là cùng một dự án nhưng mà được xây dựng trên 2-3 chuỗi luôn đó, để phù hợp với cái khung pháp lý của từng quốc gia. Thì cái điều này nó giống như là một cái tầm nhìn dài hạn, nó giúp các dự án tồn tại một cách bền vững hơn trong tương lai. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, em sẽ nói qua một tí xíu về một cái điểm yếu của Avalanche, tức là về security. Mặc dù là mọi người đọc là mọi người hay thấy là Avalanche được ca ngợi bởi vì nó không có phải đánh đổi bất kỳ cái yếu tố nào trong cái blockchain trilemma cả, cái tam đề về blockchain cả. Ví dụ như là nó không phải đánh đổi về tính phi tập trung, nó không phải đánh đổi về tính bảo mật, nó không phải đánh đổi về cái khả năng mở rộng. Nhưng mà thật ra nếu như mà mọi người đọc kỹ, mọi người sẽ thấy là Avalanche nó không có slashing. Mặc dù nó xài proof of stake nhưng mà nó không có slashing, tức là kiểu người ta làm sai thì người ta cũng không có bị phạt á. Thì đâu đó nó cũng sẽ làm giảm bớt cái tính bảo mật của Avalanche đi, tại vì người ta làm sai người ta đâu có bị phạt đâu, kiểu làm đúng thì được thưởng nhưng mà anh làm sai nó không bị phạt thì anh cứ làm sai thôi, đúng không? Thì hiện giờ thì cái tính bảo mật này nó vẫn chưa có bị tấn công quá nhiều, nhưng mà em muốn đề cập thêm cái vấn đề này để mọi người có một cái nhìn khách quan hơn về Avalanche. Yeah. Em có thể nói sâu hơn về cái đó không? Hình như cái đó là cái kiểu như là cái cơ chế đồng thuận của nó hay sao, hay là thực ra cái cơ chế đồng thuận là cái cách mà mọi người đồng ý với lại cái một cái transaction, một cái giao dịch được đi qua thôi ha. Cái này thì nó giống nó liên quan về gọi là gì, cái incentive khi mà thực hiện cái cơ chế đồng thuận đó hơn. Tức là vào giai đoạn đầu á, thì cái việc mà không có slashing á, thì mọi người nghĩ là Avalanche không có slashing cho nên là nó sẽ thu hút được validator, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái đánh đổi như em vừa nói, đó là người ta làm sai người ta cũng bị phạt. Yeah. Có đọc đọc qua một vài cái tài liệu nó nói về cái snowball, tức là cái cơ chế đồng thuận của Avalanche, thì cảm giác như là nó sẽ các cái nốt này nó sẽ vẫn như kiểu là nó copy những cái người mà neighbor của nó, những cái người mà thân cận của nó, kiểu như vậy. Thì như vậy nó có ảnh hưởng gì đến mạng lưới hay không, tức là hiểu nôm na là chỉ cần một cái node hoặc là một cái nhóm node nào đó mà nó bị tấn công thì nó có thể lây lan ra rất là nhanh đó. Thì không biết là em có nghiên cứu gì về cái vấn đề này hay không, có cái rủi ro nào với cái đó hay không? Đúng, thì nó cũng sẽ có một cái rủi ro như thế này, tức là như nãy anh nói thì các cái node ở trong Avalanche thì nó sẽ tham khảo cái ý kiến của những cái node xung quanh nó về một cái transaction, tức là ví dụ transaction này hợp lệ hay không đó, thì nó sẽ tham khảo câu trả lời của những cái node xung quanh nó. Thì vấn đề là cái việc đặt câu hỏi này á, nó sẽ không diễn ra trong vòng đó, nó sẽ không diễn ra một lần, nó sẽ diễn ra trong vòng một vài vòng trước khi mà tất cả các validator cùng đạt được sự đồng thuận chung. Thì nhưng mà nó sẽ có một vấn đề như này nha, lúc nào các cái nốt đó cũng có thể thay đổi câu trả lời của mình mà, cho nên là rất là khó để phát hiện ra các cái nốt gây hại ở trong mạng. Thì ở trong blockchain đó, nó sẽ có một cái yếu tố gọi là trách nhiệm giải trình, gọi là accountability á, tức là sao? Tức là khi mà một nốt làm sai thì mạng lưới phải có khả năng chỉ ra là ai làm sai, nhưng mà bởi vì trong Avalanche các nốt luôn có thể thay đổi cái quan điểm của mình như vậy á, cho nên là không thể nào mà chỉ ra là ai đang là kẻ xấu hết. Đấy, thì nó cũng là một cái khuyết điểm trong cái cơ chế đồng thuận của Avalanche. Và cái khuyết điểm này thì không nhiều người nói đến đâu, nhưng mà nó đã được đề cập hồi năm 2020 bởi John Adler là co-founder của Celestia. Ông có viết một cái thread để trình bày về cái này. Yeah. Như vậy thì mình có thể tạm gọi là tạm thống kê lại như thế này, tức là Avalanche thì nó sẽ nhanh hơn, nó phát triển mạng lưới, nó có nhiều cái động lực để người ta tham gia hơn, nhưng mà cái đổi lại thì cái tính bảo mật nó sẽ không bằng những cái giải pháp mà nó có share security, đúng không? Đúng. Như là Polkadot. Rồi còn Cosmos thì không biết thì Cosmos em gọi là chấm những cái khía cạnh nào trong cái tam đề trilemma? Cosmos thì Cosmos thì em nghĩ là những cái khía cạnh trong cái tam đề của blockchain đó nha, thì nó sẽ được một cái là về scalability nè, nhưng mà nó có một cái vấn đề về tính phi tập trung, tại vì cái số lượng validator của nó bị giới hạn ở 200 thôi ấy. Chứ nó không phải là vô hạn giống như của Avalanche. Yeah. Hình như Polkadot cũng sẽ gặp cái vấn đề giống như Cosmos như vậy. Dạ đúng rồi. Bởi vì họ giới hạn rồi. Nhưng mà Polkadot được một cái là security nó bảo mật, hồi nãy là mình cũng nói là security nó tốt hơn Avalanche đúng không? Mà một phần nữa là Polkadot đó, nó làm khá chặt cái khâu mà validator, tức là kiểu để trở thành validator của Polkadot thì cũng không phải là một cái quá trình dễ dàng á. Thì em nghĩ cái việc mà giới hạn validator, một mặt thì mình nhìn nó, mình thấy nó giống như là nó không có tính phi tập trung cao, nhưng mà một mặt á thì nó cũng sẽ nó làm cái sự đánh đổi đó, thì nó cũng sẽ có security tốt hơn nếu như mà mình có thể kiểm soát được chất lượng của những cái người validator đó. Ok, rồi bây giờ thì hồi nãy thì chúng ta đã tổng kết những cái giải pháp Internet of Blockchains, so sánh các cái giải pháp này với nhau. Nhưng mà nếu mà để so sánh các cái hệ sinh thái, các cái nhóm giải pháp này với lại một cái tên nó quá là gạo cội như là Ethereum, thì em nghĩ nó sẽ cái vai trò và cái gọi là cái mối quan hệ của nó với Ethereum sẽ như thế nào, tức là cả hai vẫn sẽ song song, hay là sẽ kiểu như là một bên win còn một bên sẽ gặp vấn đề về phát triển, về scale sau này? Theo quan điểm của em á nha, thì em nghĩ là mọi người vẫn sẽ tồn tại song song với nhau. Đương nhiên là cái nào mà yếu quá thì nó sẽ bị loại ra, nhưng mà không phải là chỉ có một người chiến thắng không đâu. Bởi vì như nãy giờ anh em mình cũng đã phân tích, cũng đã bàn luận á, thì cũng có thể thấy là mỗi cái nền tảng blockchain nó đều có cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Và các nhà sáng lập dự án, các cái đội ngũ developer, họ sẽ nhìn vào những cái vấn đề kỹ thuật đó và họ sẽ chọn xem là đâu là cái nơi phù hợp để mình phát triển. Tại vì đương nhiên là không thể nào mà ba cái yếu tố trong tam đề nó được thỏa mãn mà, cho nên người ta sẽ phải lựa chọn cái nào phù hợp nhất với người ta. Thì đấy, em nghĩ là cuối cùng thì những cái nền tảng mạnh nhất vẫn sẽ tồn tại song song với nhau thôi. Ok, Chắc là nói đến đây thì nhiều anh em sẽ gọi là khá là ngộp với những cái discussion nó khá là công nghệ, nó tech, và chắc là bọn mình cũng disclaimer luôn, đó là bọn mình thì Mai hình như là không có background về tech đúng không, hay là... Dạ đúng. Tất thì... cả những cái này là em thử tìm hiểu hết. Dạ thì bọn mình không có background về tech, nhưng mà đây là những gì mà bọn mình tìm hiểu và bọn mình thích bóc vạch về những cái thứ công nghệ này thôi. Thì chắc là disclaimer trước với anh em. Thì nếu như mà anh em có những cái góc nhìn nào khác và thú vị hơn về cái từ khóa Internet Blockchain này thì có thể chia sẻ ở phía dưới cái comment của podcast tuần này. Còn mình nghĩ thì cái tập podcast tuần này thì nó quá là nặng về mặt từ khóa cũng như là về mặt thuật ngữ rồi, thì nếu mà nói dài quá thì chắc là anh em sẽ gọi là kêu gào ở dưới mình comment mất, nên là thôi thì chắc là bọn mình sẽ tạm dừng ở những cái từ khóa này thôi. Ok, thì chắc là để hôm mai gửi lời chào đến các anh em đang nghe DeFi Discussion lần này ha. Ok, và rất là cảm ơn anh Nguyên đã tạo điều kiện cho mình được lên số podcast ngày hôm nay, và cũng rất là cảm ơn các bạn đã ngồi nghe bọn mình trong cái số podcast này. Mình biết là cái kiến thức nó cũng khá là khó tiếp thu, nhưng mà mình rất là trân trọng công sức của các bạn khi mà đã đồng hành với bọn mình đến giây phút này. Không biết nói gì hơn là xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Yeah, rồi thì cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe podcast tuần này, và bọn mình sẽ trở lại với rất nhiều các cái, không những chỉ là Internet of Blockchain mà chúng ta còn có rất là nhiều các cái hệ sinh thái blockchain, rất là nhiều các cái dạng giải pháp khác trong những tuần tới đúng không? Chúng ta còn có modular, monolithic, rồi Internet Blockchain và rất nhiều thứ. Thì bọn mình cũng gọi là vừa nghiên cứu và vừa đồng hành với thị trường thôi. Thì hy vọng là sẽ được gặp lại anh em trong những tập tuần tới với những cái topic nó hấp dẫn hơn và mang lại nhiều giá trị hơn. Rồi, không biết nói gì hơn thì cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng bọn mình trong DeFi Discussion tuần này.